Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tôi lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần. 9 cây cần này chuyên cho anh em đánh bạo lực, một số cây đánh cảm giác nha anh em. 9 cây cần này thì gồm 8 cây carbon và một cây cần phíp, cây số 1. Cây cần phíp đánh biển. Rồi, đem vào cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em quay thì em có thể nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đếm vô cái thứ nhất cho mọi người xem. Cái thứ nhất là một cây cần thiếp, cành biển nha anh em. Cần này thì dài 2m1, hãng là tây, loại đề Nhật, phen đề 3, phen cầu, phen biển. Cây này thì khá nặng nha anh em. Cây này nặng là 600g, chuyên cho đánh trên ghe tàu thôi. Gồm 2 đọt, một đọt cứng 150g thì đọt sẽ là 5 ly 3, một đọt cứng 50 đọt sẽ là 2 ly 3. Đây, hai đọt với cây cần đây, thông số nó có ghi. Phíp này là phíp đỏ, phíp này rất là dài nha anh em. Phen này phen biển dạ quang, Fuji dạ quang nha anh em. Đọt cứng 150 á, nó sẽ là bu đồng cọc nha anh em. Đó. Đây, tổng thể quay cây càng khá đẹp nha anh em. Dạ 2m1, 2 đọt, tất cả phen đều ok hết, còn rất là mới nha. Bát là bát inox. Rồi, giá công khai nha anh em. Giá công khai cây này 550k cộng ship. Cây số 1. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây Suyumi, hàng 2 đọt, chất liệu carbon. Cây này thì dài 2m7, độ cứng là một đọt cứng 80, một đọt cứng 120. Đầu bu rồi ok hết nha anh em. Phen là phen Fuji. Đá xám. Chất liệu là carbon. Nói chung là cần này nó bị chốc một lớp sơn bóng rồi. Hàng Suyumi. Đọt đây, đọt carbon quăng sắn nổi găng nha anh em. Bán hàng thì soi cho anh em kỹ hết. Bát là bát Fuji, tem vàng. Đọc đây khá đẹp nha anh em. Ngoại hình cây này thì xuất sắc theo thời gian. Cây nó như nó chốc một lớp sơn bóng của nó rồi. Cây này thì nặng 400g. Đọt là 2 ly 1, độ cứng 80, đọt 2 ly 3, độ cứng 120. Giá cây này là 8, giá cây này là 600k nha anh em, 600k. Cây này nó bị một lỗi duy nhất. Đây. Khúc này nó bị dập chỗ này, nó dập khúc này thôi nha anh em. Nó một lỗi duy nhất, tất cả phần còn lại thì nó bị chóc một lớp sơn bóng nha. Đây, tất cả đây chỗ này dập chỗ này, nó nứt cái này thôi. Phần này thì nếu em làm á, em sẽ kêu thợ phủ một lớp cước này lên, đi chỉ lại, đi chỉ và phủ AB lại, anh em sẽ không thấy đâu nha. Không, bán hàng thì hàng sau này nói vậy. Đó. Chất liệu carbon nha em, tất cả các phen đều ok hết. Nếu anh em về kiểm tra mà ngoài cái lỗi này ra, có lỗi thứ hai nữa thì em sẽ nhận lại. Rồi, ok, cây cần số 2, giá 600k. Cần này về anh em tính giải trí thì bao ok rồi, bao chất lượng luôn á. Carbon thế này còn gì bằng nữa. Hai đọt. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây Gomez. Cây này hàng của Korea nha anh em, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji, càng rất là mới nha anh em. Càng này càng carbon rất là mới. Được phủ một lớp bóng bạc ánh kim. Đây, chất liệu 2 carbon cao. Đó.
là bố ok. Phen là phen Fuji nha anh em, hàng xuất thị trường Nhật nha anh em. Cây này thì dài 2m7, cứng 30, dài 2m7 cứng 30, ngoại hình rất là sáng nha anh em. Mớp còn rất là sáng. Nói chung thì em bán em soi anh em kỹ hết luôn. Cây này thì nặng 260g, đọt là 2 ly 3, cứng 30, giá 850k nha anh em. Đây đọt cứng 30 đó, rất là dịu nha anh em. Công hình thì sẽ hình chữ C giống như anh em coi đó. Càng này bắt cá bao phê 2m7 nha anh em, 2m7 cứng 30 test cần cho anh em xem luôn á. Rồi giá 850k nha anh em, hàng carbon tem sức nội địa Nhật nha. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây hàng chắc hàng của Suromi này. Cây số 4 là một cây 3 khúc 2 đọt, hàng còn khá là sáng. Phen là phen Fuji Dạ Quang. Cây này dài 2m7, hàng carbon Fuji Dạ Quang dài 2m7. Đây tem của nó đây. Hàng này chắc của Suzumi rồi nha anh em, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này chất liệu carbon dài 2m7, 3 khúc 2 đọt. Bát là bát Fuji nha anh em, phen cũng là phen Fuji carbon sáng chìm nha. Rất là đẹp. Cây này thì nặng 350g, 2 đọt, 1 đọt cứng 50, 1 đọt cứng 80. Đọt 50 là 2 ly 3, đọt 80 là 2 ly 6, giá là 1 triệu 1. Nói chung này cây này còn khá là mới, thích hợp cho anh em đánh lăng xê, đánh cá cha, chim, mè, câu chép, câu lăng xê, nên thích hợp cho anh em đánh quạt nha. Đó, cây này thì 3 khúc nên nó rất là nhỏ gọn, tiện lợi cho anh em đi vận chuyển đi tới lui. Đó, hai đọt thì thích hợp cho anh đánh nhiều thể loại địa hình nha. Rồi giá công khai 1 triệu 1, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng hệ của Shimano, một thương hiệu nội địa Nhật, bát Fuji đời cao. Cây này thì carbon nha anh em, chất liệu carbon ít đó. Càng này full hợp nha anh em, cây này còn hợp, cây này còn khá mới nha anh em. Đọt sẽ là đọt tháp nha anh em, đó, dòng Shimano là đọt tháp. Phen là phen Fuji khá đẹp. Cái này ngoại hình nó rơi tầm khoảng 90-95%, còn hợp túi luôn, còn hợp túi sáng ít nha anh em. Góc thì sáng ít chim, đọt sáng ít nổi. Đây, nó giờ tí đây không ảnh hưởng gì hết. Cây này thì dài 2m4, độ cứng tầm 50, đọt là 1 ly 9, giá 1 triệu 3 nha anh em. Đọt nó đây, bán thì test cho anh em coi luôn đó. Cây này thích hợp cho anh đánh câu bè, câu biển đó, câu chân ghe tàu. Cây này đánh cảm giác bao phê. Cây này rất là nhẹ anh em, nặng chỉ 240g thôi. Giá 1 triệu 3, cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây dòng Holylock, hàng carbon 2 da, cận hệ của Daiwa. Cây này sử dụng dòng phen Fuji, bát Fuji, tem nội địa Nhật.
cần này thì khỏi chê vào đâu được. Carbon hai da từ đích tới ngọn. Đây. Đó. Cái này thì độ dài nó sẽ là 2m7, cứng 30. Thích hợp anh em nào đánh lăn xê, đánh chép, đánh mè. Nếu đánh cá tra cũng được, nếu anh em đánh cảm giác 2m7 cứng 30 rất là dịu nha anh em. Cây này carbon nguyên cây, bây giờ nó công là công nguyên cây đó. Khởi bàn. Đây em đọc thông số. Đây, cây này nặng là 350g. Đọt 2 ly 2, giá 1.3 triệu. Cây số 6 giá 1.3 triệu. Đây qua Holy Lock. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây Shimano. Hàng carbon X, carbon 2 da. Cần này gắt là mới nha anh em. Phôi carbon 2 da nha anh em, sáng ít. Móp phần này còn khá là ok nha. Bát là bát Fuji Shimano. Sáng ít nha anh em. Fan là fan Fuji. Cây này dài 2m7. Đó. Khá là đẹp, rất là đẹp luôn á. Nếu anh em kiểm tra hàng mà không được đẹp như cây vậy thì em gửi về cho em. Đây, double Fuji luôn nha. Đó, khỏi độ chế gì hết. Cây này ngoại hình ra tầm khoảng 90-95% ăn lên. Carbon 6X. Bát là bát đờ cao nha anh em. Cây này thì dài 2m7, nặng 260g, rất là nhẹ. Đọt 1 ly 8, cứng tầm 50-80. Đây đó. Cứng tầm 80 luôn nha anh em. Khá dịu. Giá công khai là 1.6 triệu nha anh em. Cây số 7 giá 1.6 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Một cây tay qua hàng nội địa Nhật, cán dẹp. Cây này đảm bảo em nội địa nha anh em. Cây này thì chất liệu sẽ là carbon. Carbon 2 da nha anh em. Bát là bát Fuji. Bát khá đẹp. Đây. Carbon 2 da sáng ít. Bu xe fan Bu xe. Đó. Cây này là một cây cần rất là nhẹ nha anh em, nhẹ siêu nhẹ luôn. Cây này nặng là 260g, đọt 2 ly 2, cứng tầm 80-100. 2m7, cứng 80-100, đọt 2 ly 2. Đây, cứng tầm 80-100 nha anh em. Cây này thì giá công khai với anh em là 1.6 triệu. Rất là nhẹ, một cây cần đây qua 2m7. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây full hợp 3 đọt. Em đọc thông số đọt trước. Cây này là một cây cần nội địa Nhật, Borobit Bensolid. Cây này dài 2m7, gồm nặng là 273g, gốc là 22,5, đọt là 1 ly 8, 2 ly 2, có độ cứng tầm khoảng 30-50, 50-80 và 80-120. Giá bên Nhật sẽ là 24.500 yên, tầm khoảng 5 triệu tiền Việt Nam. Phù hợp nha anh em.
Đây, đếm như cụ thể cái cần. 3 đọt. Độ cứng ở đây, đó. 30 50, 50 80 và 80 100, 120. Nói chung là cần làm bằng chất liệu carbon. Khá là đẹp, còn khá là mới nha anh em. Sử dụng phen là phen Fuji, bát là bát Fuji nha. Đây, in chìm luôn. Bát Fuji. Bát Fuji là cao nha anh em. Càng khá là đẹp nha. Đọt là đọt tháp. Càng bao đẹp này. Phun hợp túi. Đó. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai cây này là 1.400.000. Cây số 9 1.400.000 gồm 3 đọt. Cho anh em đánh nhiều thể loại khác nhau. Đó. Cây này khỏi chạy vào đâu hết. Anh em đánh lăn xe thì lấy 30-50, đánh nước chảy một tí thì lấy 50-80, mà đánh bạo lực thì lấy 80-120. Đó. Một cây cần là đa thể loại luôn, cho anh em khỏi mất công đi mua 1-2-3 cây cần nữa. Nói chung là cây này rất là đẹp. Phun hợp túi. Rồi, giá công khai 1.400.000 nha anh em. Đó, tổng cộng 9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể alo thẳng em hoặc bình luận ở dưới bài, em sẽ liên tự động liên hệ với anh em. Đó, đây đọt cứng ở đây đó. Rồi, ok, chào anh em nhé.